trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Mỹ Hạnh hát thể điệu Phú Lục Chấn, tưởng niệm Bác Hai Phạm Hùng, sáng tác Trần Minh Tuấn. Vĩnh Long, quê hương nhà cách mạng Phạm Hùng, xuất thân nông dân nghèo, huyện Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long. Tham gia cách mạng từ tuổi đôi mươi, hoạt động phong trào thanh niên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, làm bí thư chi bộ, hoạt động cách mạng những năm 30 trên khắp vùng miền Nam, xây dựng phong trào quần chúng nơi đây, được đề bạt bí thư tỉnh ủy tỉnh Mỹ Tho, lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phong trào tổ tối tâm, những anh hai cùng lao lung tinh thần, luôn kiên trì đấu tranh, tin vào thắng lợi cách mạng vẻ vang, đường lối chủ trương Đảng Cộng sản Đông Dương hoàn toàn thắng lợi, nguyện một lòng vì đất nước, dành đổi mới chủ trương, luôn hoàn thành trách nhiệm được giao, công cuộc bảo vệ non sông. 15 năm trời bị lưu đày mang án chung thân, nhưng ông Phạm Hùng luôn vững tin bản lĩnh người cộng sản bất khuất kiên cường. Đồng ở xứ Nam Kỳ, bí thư xứ ủy miền Nam, lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng, trước kẻ thù không lùi bước, luôn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Bộ trưởng Phạm Hùng tư tưởng trong sáng, theo nghĩa ái quốc vị lãnh tụ tuyệt vời, ông là người chồng mẫu mực thủy chung, sống rất giản dị như nông dân. Vĩnh Long thật tự hào với những người con đất Long Hồ khi xưa, có ông Phạm Hùng của người con Long Hồ. Ông Phạm Hùng tham gia thời kỳ đổi mới quê hương, là người đứng đầu của cơ quan chủ trương đường lối của Đảng được phát huy,
Liên tục chương trình, tài tử văn sĩ hát bài Canh Giấc Bát, Rằn Lời Minh Lời, theo thể điệu Đảo Ngũ Cung. Trăng ơi, trăng hải im lặng cúi đầu trọn cuộc đời ta vui đâu. Ta canh giấc bát ngủ yên, đơn bát nằm mình như là chiếc quạt. Ơi chi quạt quê nhà mà bác thường gấp lưng, cùng với khúc ca giao điệu dân ca ngọt ngào lót cuộc bên đôi bác đang nằm, còn ấm lời mắt mong anh. Sau đây là bài ca Khúc Nhạc Rừng Dương của tác giả Lâm Tường Dân, theo thể điệu Sàn C, do tài tử Quyền Trân trình bày. Ba má ơi giọt máu hồng, hôm nay quăng đâu để
sẵn sàng chấp nhận xa cơ. Đây đây này tao chính là gió thì sao đây trà khảo giả mai đâm lắm trò trêu dù cũng không mong cái gỡ chút bí mật nào. Ai là anh hỏi còn ai là hồng quang cúc thổ vô mương chúng lập ra tòa xử tội thì sao hiên ngang thét vào mặt lũ quan toàn. Tao tội gì là một công dân đấu tranh cứu dân cứu nước, đổi lại chúng mày là một công Tài tử Chí Nguyện tiếp nối chương trình với bài vọng cổ nhịp 16, Đêm Nguyệt Cầm, sáng tác Phạm Ngọc Phú.
chàng vô giấc bỗng nghe vừa dặn tiếng ta ngoài hiên giấc ai đang ngồi tâm sự mà tiếng đời theo chương trình tài tử Kim Sang hát bài Tiếng Phụng Gọi Hoàng của tác giả Phan Khanh theo thể điệu Bình Sa Lạc Nhạn.
kết thúc chương trình tài tử trọng nhân hát thể điệu Xuân Tình lớp 1, Đất nước, soạn lời Trần Ngọc Hân. Hành quân chiến đấu sông đại dương xô dạt đôi bờ, xa khơi muôn trùng biển đảo quê hương, ôi thiêng liêng từng tấc đất quê mình, giữ cho ngày đêm sóng yên gió lặng, mong quê hương mãi mãi thanh bình, bao thanh niên vì nước quên mình, gian khổ xá vì nợ nước đeo mang, cho gian sang giống nòi lạc diệt, khỏi quả ngoại xâm vào đẹp muôn đời, cờ đó tung bay chí khí rạng ngời, nở một nụ cười tay súng vươn cao, con rồng kéo tiên kiên cường bất khuất, giữa biển khơi vững chắc tay chèo, mặc cho hiểm nghèo tàu địch dần quanh, dần nước nhanh lèo lái con thuyền, con thuyền quê hương, con thuyền độc lập, con thuyền tự do, hạnh phúc giống nòi đào của ta, ta có quyền đòi, quyền của con người yêu chuộng tự do, trước mọi ban không hề khiếp sợ, khi làm trai sang hà gánh nợ, nợ nước thù nhà xưa nay phải trả, đâu quản gì gian khổ hy sinh, Việt Nam độc lập muôn đời, quân dân chỉ có một lời thề chung, giữ vững gian sơn nòi giống lá hồng, đem lại thanh bình cho tổ quốc non sông. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.